Hello, chào mọi người. Hôm nay thì Vi quay hơi khác bởi vì Vi chuẩn bị đi ăn đám cưới nên là Vi cũng muốn quay lại cái lớp make up này cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì Vi sẽ dùng cái True Water Deep Toner này. Cái này cái hiệu của nó là Thank You Farmer. Vi xài cũng được mấy ngày rồi và Vi cảm thấy là nó giúp cho cái da của Vi nó dưỡng ẩm á. Và cái chất toner này nó giống như dạng gel vậy đó các bạn. Hôm bữa thì Bi đi ăn đám cưới bạn thân của anh Khoa. Còn hôm nay là Bi đi ăn đám cưới em của cái anh mà mới vừa đám cưới hôm bữa. Tại vì quen ngày ăn xong rồi quen luôn người em, được mời đi ăn hai cái đám cưới. Đó, sau khi Bi dùng thì Bi thấy nó rất là ẩm này, rất là thích. Kế tiếp thì Bi sẽ dùng lotion. Và loại Bi dùng là Olay Complete. Và đây là cũng là cái áo mà Bi mặc ăn đám cưới luôn. Đó là Bi mặc cái kia, nhưng mà cái kia thì nó hơi bị hở quá đó. Kiểu như đằng sau nó hở lưng quá đó, mà không có thoải mái. Với lại bây giờ lạnh nữa nên là thôi mặc cái này, kiểu nhìn nó nữ tính hơn á. Bi thích mặc những cái nào mà nó giống như cái yếm như vậy nè, nhưng mà đằng sau của nó cũng kín chứ không có hở. Mặc như vậy nhìn mình nó không có bị mập á. Và Bi đang dùng cái ánh sáng tự nhiên nên là nhiều khi nó bị hơi tối một tí, nên là các bạn cũng thông cảm cho Bi nhé. Kế tiếp thì Bi sẽ dùng kem lót nền của Laura Mercier. Cái này, cái tip này là dạng travel size thôi, tại vì hôm bữa người ta cho. Và kem nền mà Bi dùng là của Tarte Rainforest of the Sea. Cái màu là màu light medium neutral. Và trước khi mà Bi tán lớp nền này ra thì Bi lúc nào Bi cũng sẽ xịt cái MAC Prep and Prime này hết. Thay vì người ta xịt tua cọ nhưng mà Bi xịt trực tiếp lên mặt luôn, xong rồi Bi tán ra luôn. Bi được nghỉ nguyên một tuần luôn, tại vì bây giờ mà cái chỗ làm của Bi cho thì Bi đã bị đầy rồi nên là Bi phải lấy. Cho nên là Bi lấy hết một tuần luôn. Chứ nếu mà Bi không lấy là Bi sẽ bị mất. Đó, còn cái mà ngày mà bệnh á thì Bi có tới 300 mấy. Tại vì Bi không có khi nào Bi nghỉ bệnh á. Cái tiếp thì Bi sẽ dùng phấn của Too Faced Pressed Powder. Cái này nó có vitamin C, A với lại E. Anh Khoa đang về. Tại vì về xong rồi đi xuống dưới kia cắt tóc. Tại vì đầu tóc cái cu xù như đi làm mà không có kiểu như không có chạy chuốt á, nhưng mà vậy thì Bi yên tâm hơn là không có bị em nào cua. Trừ khi mà đi chơi hay đi đó ăn tiệc này nọ thì mới tuốt lại. Trời chết rồi, Bi quên xài cái này thử nè. Hôm nay Bi có cái này nè, Miu của Miu. Cái này là Blur Stick Minimizer. Cái này của Miu nè, cái này không biết dùng sao nữa. Wow, nhìn nó bóng lượng, nó nhìn nè các bạn. Wow, sờ thì vô thì nó láng lắm, nhưng mà không biết là nó có minimize được không, nó thu nhỏ lỗ chân lông á. Wow, cái mùi của nó giống như là mùi chanh muối vậy đó các bạn. Thì bữa nào Bi xài thử. Với lại nó có cho một cái bịch như thế này nè. Đó. Chân mày thì Bi sẽ dùng cái này nè của Shu Umura. Cho mỗi lần mà anh Khoa tuốt lại á, trời ơi, Bi mà nhìn anh Khoa khi mà anh Khoa tuốt lại á, giống như là mình yêu lại từ đầu vậy đó. Cảm giác giống như là giống như là mình gặp người là mình thích á. Nên là nhiều khi các bạn coi vlog của Bi á, các bạn thấy là giống như là các bạn nói là các bạn ghen tị này nọ. Thật ra thì bản thân Bi á vẫn chưa có giống như là chấp nhận là mình đã lấy chồng rồi đó. Kiểu như là hai đứa đối xử với nhau á, nó giống như là còn đang quen nhau bình thường vậy, chứ chưa có phải là cưới nhau. Nên là nhiều khi Bi nghĩ ủa không biết là cưới nhau chưa đó, tại vì vẫn đối xử với nhau kiểu như mới quen vậy đó. Nên là cái phần chân mày Bi kẻ là hơi bị lâu nhất. Đa phần là kẻ không bao giờ mà nó đều nhau hết. Mỗi lần mà trang điểm lộn lộn thì Bi đều xài cái bảng của Huda. Bởi vì những cái màu của nó rất là rực rỡ. Bi dùng màu coco này. Tán hết. Đều hết.
Cái tiếp thì Vi sẽ dùng màu ở đây, Black Truffle, để nhấn cái đuôi. Hàng đi ăn cưới mà cà rô. Bây giờ thì Vi sẽ cho màu này lên, màu Trust Fund. Cái thay pin, màu này thì Vi phải dùng tay, dùng cỏ nó không ăn. Bây giờ thì Vi sẽ dùng mascara của MAC với lại eyeliner của MAC. Cái này là In Extreme Dimension Lash Mascara Volume. Còn cái này là Liquid Eyeliner. Cái đầu nó cứng. Bây giờ thì Bi sẽ kẹp mi, xong rồi Bi sẽ dán lông mi lên. Ok, Bi đã gắn xong rồi. Bây giờ thì Bi sẽ vẽ thêm một tí. Và Bi sẽ chút mi. Cái này nó ngộ quá ha. Của mẹ. Mùi nó được thơm. Cái màu hồi nãy Bi đánh đó. Cô. Bây giờ thì Bi sẽ lấy cái bảng này, Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Để lấy cái Laura Mercier này dặm lại một lần. Bi dùng ba màu ở dưới này để tạo khối. Má hồng Bi sẽ dùng cái của Tarte, màu này, màu Ironic. Highlighter. Highlighter nên dùng cái này đây. Cái kem màu Apple. Ok, còn môi. Bi sẽ thử màu nude của La Beauty White Lip Tint. Có nhiều bạn tưởng là Bi dùng lens nhưng mà Bi không có đeo lens. Ok, thế là xong. Bây giờ thì Bi sẽ xịt thêm cái này lên. Và thế là video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái kiểu makeup này của Bi. Cái lớp makeup này thì cũng dành cho mùa thu, nên là nếu như mà bạn nào thích thì cứ làm theo Bi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Đi ăn đám cưới. Mất tay đẹp. Thank you.
Yeah.